triệu. Là 2 triệu rưỡi. Tầm 3 triệu. 3 triệu. Chắc là hồi Tết có được 5 triệu à? 7 triệu. Chắc 10 triệu là quá rồi. Dạ, số tiền nhiều nhất mình có chắc mười mấy, 14 triệu. 20 triệu. 20 triệu. Cho một năm 200 triệu đi thì chắc 5 năm thôi. 10 năm, hơn 10 năm. 10 năm nữa. Trên dưới 10 năm gì đó. Em nghĩ là chắc hơi lâu, 10 năm. Nếu như trúng số thì nhanh hơn. Em cũng không có định nói chính xác được năm, nhưng mà đúng là nó lâu thật. Đúng là nó lâu thật. Em chào giảm cân chứ. Em chọn 1 tỷ đồng. Em sẽ đắp tiền vào người em, rồi sẽ có người yêu dễ hơn. Là con trai thật xinh. Dạ, người yêu thì có thể thay thế được. Kiểu như vậy, còn 1 tỷ thì lâu lắm. Lâu lắm. Lâu lắm. Dạ, có tiền là có tất cả. Dạ, người yêu có không được, không có không được anh. Em nghĩ là em sẽ có người yêu. Còn 1 tỷ đó hay để em sẽ tiết kiệm đó. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Chả lẽ mình lại đứng lên chửi nó. Mày nghĩ mày là ai vậy? Dạ, để 1 tỷ thì chắc mua xe thì chắc cũng không đủ. Thì chắc để gửi ngân hàng rồi đem lấy lãi. Dạ, đi mua sắm, đi spa, đi cho sướng cái cuộc đời đó anh ạ. Dẫn gái đi du lịch đi. Dẫn gái đi du lịch, dẫn gái đi du lịch đi. Bố mẹ ở nhà thì cầm lương ra nuôi đi học. Yêu mới đưa cái gì? Hả? Yêu mới đưa cái gì? Nếu có 1 tỷ đồng thì em sẽ để tiền sinh ra tiền. Có lẽ em sẽ nghiên cứu Bitcoin hay là chứng khoán gì đó, để cho đầu tư đó rồi nó sinh ra thêm nhiều tiền hơn nữa. Đi du lịch, ăn uống, như vậy. Làm từ thiện. Đeo tiền. Một nữa là đầu tư bất động sản và làm từ thiện và đi du lịch nữa. Dạ, em sẽ đưa cho mẹ, tại vì mẹ em biết cách kiếm tiền của em. Em nghĩ là em sẽ dùng số tiền đó và đem gia đình đi du lịch những nơi mà mình yêu thích. Nếu mà mình thì mình sẽ tìm phương án kinh doanh để tiền đạt tiền. Thì mình sẽ lập ra kế hoạch kinh doanh cho bản thân, rồi tiền đạt ra tiền. Tức nghĩa là lợi nhuận sẽ đạt ra lợi nhuận cho mình, không đem tiền đấy để mà đi du lịch.